quên trả tiền. Lai chim nha. Trả rồi, trả rồi. Gì? Trả rồi. Ai trả? Duy trả. Thôi để anh trả. Trả rồi. Trả nữa hả? Năm người tiền vô gì nữa má nó mà nó mới uống trà sữa lắm á, hết tốn mà lại uống trà sữa. Đây làm sao nữa nha, đang vừa thấy chưa, đang lai chuyền đó. Đó, năm lần năm người, trời ơi đào đẹp quá trên luôn. Mặt rất là cũ, đang quay phim từ sáng giờ, mặt nó hơi cũ chút xíu, hơi mệt mỏi. Trời ơi tóc tai ghê quá. Ánh đèn này để lai chim. Ở đây đoàn phim chúng em sẽ quay tới 12 giờ đêm. Ủa? Lấy đồ anh lên treo không lấy xuống cho bà Thịnh. Lấy gì trong tủ, quần áo của anh. Cưng ơi, đợi tóc đi. Ờ à, khoan, để trùm tóc đi. Nãy giờ em đi mua đồ. Trùm này đi chút xíu rồi đợi. Để trùm cái này lên. Chuẩn bị quay là tóc giả. Sao sao? Rồi, nãy còn mấy bịch trà sữa còn không sao? Dây sẽ đổi tóc giả. Mà thấy mấy bịch trà sữa còn không? Con cầm đi xíu nữa rồi. Ủa chứ bán quả sắp đẹp quá. Không có đá. Đây. Đấy xuống đi. Đừng có đá mà. Khi qua. Chào mọi người. Ờ, mọi người muốn mua đầm, mua quần áo thì đến shop của chị Lê Giang ha. Cảm ơn. Dễ sợ là chị quảng cáo liền tay vậy đó. Thấy không, đào đẹp không? Ủa chị, em nghe nói chị mới mở shop hả chị? Đúng rồi chứ. Mọi người tới mua đầm của chị Lê Giang nha mọi người. Đặc biệt là trong tuần lễ này mọi người tới sẽ được giảm giá. Chết mẹ. Đọc mã bạn Lê Giang để được discount. Trời ơi, chết rồi. Từ nó đòi giảm giá nha, chứ còn hàng không có giảm giá, tại hàng mới không à. Bạn Lê Lộc giảm gì chị? Hả? Bạn Lê Lộc được giảm không? À, bạn Lê Lộc là giảm 50%. Mã bạn Lê Lộc được giảm 50%. Trời ơi, trời mai con tới con mua kìa cô ơi, quá trời luôn. Em đi lại đó kìa, đi lại đó kìa, đạo diễn lại kìa, đạo diễn lại kìa. Ây á, nè đạo diễn thuận lại luôn kìa. Mọi người tới đi, ngày mai nha, ngày mai cô được nghỉ một ngày, mọi người tới shop nha, để mốt cô đi quay lại. Mọi người bận đồ xong mới chưa đúng lấy luôn. Sao không? Rồi, ngày mai là shop Lê Giang sẽ giảm 50% tất cả các thương hiệu. Đấy, mọi người mới nói đó. Tại vì không có được có tin nha mọi người. Hôm nay là nguyên ngày mà hôm nay là Lê Giang đã kiếm gần 100 chai rồi. Nên ngày mai ăn mừng cho Dũng 100 chai sẽ giảm giá 50% cho tất cả các sản phẩm. 100 chai bia. Mọi người ơi. Phim gì vậy cô? Nói đi con, phim gì đi, quan gia gì? Quan bùm ăn chéo. Bùm chéo. Ôi đổi tượng bùm chéo ghê dễ sợ chưa. Bùm chéo. Cô đang ở đâu vậy? Cô đang ở Thủ Đức. Tay lên đi chị, cô không? Mấy bạn cô là cô đó. Phim sitcom 360. Trời ơi. Sitcom ha, mà quay đâu bum nè, Dolly đầy đủ vậy đó. Quỳnh cảm nhận như đây là một sitcom chiếu rạp. Sitcom chiếu rạp là sao? Có nghĩa là quay đẹp như phim điện ảnh, nhưng mà để làm phim sitcom chiếu TV thôi. Bởi vì phim này là lựa đào kép đẹp không mà xấu không có mời. Là thiệt tình đó, má Quỳnh không có nhạy cảm, không có nhạy bén gì trơn. Mình đang lên live stream của người khác thì mình quảng cáo cho shop người ta đi. Kính mời quý vị đến shop của Lê Giang số mấy? 332 Lý Thái Tổ. 332 Lý Thái Tổ. 50% off. 50%. Có cái gì hết trơn á chị. Ủa shop bán đầy đủ đồ hết trơn á quý vị, muốn cần cái gì cũng có hết trơn á. Trời ơi, có vậy thì đuôi. Nè cái áo này Quỳnh đang mặc nè là của Lê Giang bán luôn đó. Nhiều quá. Ngày mai người ta lại người ta kiếm không? Hết hàng rồi. Hết hàng rồi, cái áo của chị Quần rồi, chị Quỳnh hết hàng rồi. Cái đoạn xe dễ thương quá vậy. Chúng ta ủng hộ Lê Giang nha quý vị. 332 Lý Thái Tổ nha, ngày mai nha. Ngày mai tới ủng hộ Lê Giang nha mọi người. Đó, đây là cái ông đoàn phim cực khổ không? Bây giờ này chưa xong luôn đó. Chị Giang có bán dầu gội đầu nữa, anh biết nổi. Đó.
dầu gội đầu mà gội riết không còn tóc gì sao. Đó mọi người á, nếu mà ai có những sản phẩm mà Vinh nói về dầu gội đầu thì cứ nhờ anh Bin. Anh anh quảng cáo không có lấy tiền. Bị gì anh đâu có tóc. Không ai mà muốn bán thuốc triệt tóc á là cái tại vì thuốc một tóc xài rồi anh đâu có mộng. Xin chào tất cả mọi người. À, bây giờ là đang trong lúc là xếp máy để quay cảnh đêm trong sức cơm Quang Gia Bùm Chéo. Đó, Quang Gia Bùm Chéo. Phim này tới là 300 mấy chục tập lận. Tham dự hậu trường của và phim trường Quang Gia Bùm Chéo gồm có các diễn viên, đó chính là đội xe đua. Nhìn đây. Đây, đội xe đua. Đây. Lọc cam với mẹ, lọc cam. Ủa dạ, đó. À, đây là tóc của cô Lê Giang ở trong phim. À, đó. Xin giới thiệu, đây là... Ở trên đây. Đây là Lê Giang. Thì dĩ nhiên, anh chào đất ơi. Cái tiền cái tóc. Đây là ai, mọi người có nhận ra là ai không? Ừ. Ủa sao nó bị từ lửa vậy nè. Tóc của chị Giang vậy nè. Nó bị nơ vậy. Tóc của mẹ mắc cười quá ha, giống thủ mặt trăng ha. Trời đội lên đẹp quá ha, giống cô Giang ghê vậy đó. Nhìn từ đằng sau coi, chị quay từ đằng sau coi giống không? Đó, đó thấy ông lộn từng tầng lên đẹp chứ bộ. Bây giờ mọi người có nhận ra đi, má Hồng Nga nè. Đúng không, chị Lê Giang. Chị Lê Giang lộn. Duyên à. Lộn. Tao Lê Giang nói má Hồng Nga. Lộn. Má Nga nên tao má trẻ vậy. Kè chị Quỳnh. Kè ai giới thiệu luôn đi. Ai đây? Cái này diễn viên nào đây? Nóng nực quá mọi người ơi. Sao bữa nay trời hầm quá. Đoàn phim đang quay ở Thủ Đức á. Rất là xa mà cũng rất là vui. Lê Giang đi quay từ hồi lúc 7 giờ sáng tới bây giờ nè. Chưa về tới nhà nữa đó. Shop hôm nay bán cũng không được đông lắm. Là tại vì không có Lê Giang đó. Khi mà nói là máy chạy một cái là tụi con chạy thẳng. Ồ, đòn nè, đòn đua xe. Giật cái máy luôn. Chuẩn bị nè. 1, 2, 3, chạy nhanh lên con. Chạy. Để lên con, lẹ lên. Vui quá. Cái này là chỉ có cái là làm để đuổi tụi nó đi thôi, để quay không có gì hết. Đây, nữ diễn viên thanh hiền, im. Hoa hậu trà sữa. Ủa trà sữa chị bán đâu vậy? Kìa. Trà sữa tiếp giao giao đi. Có con đi cô. Trà sữa. Ủa đây thanh hiền. Ơi, trà sữa chị nào bán đâu đi, vậy? Tao online. À bây giờ chúng ta sẽ có 3 phút để quảng cáo các thương hiệu của các nghệ sĩ nha. Rồi mời trước tiên thanh hiền. Trước tiên là thanh hiền. Quảng cáo đi. Thôi vậy Minh Ngân đi, Minh Ngân quảng cáo. Minh Ngân quảng cáo giùm đi. Ngân bán gì đó? Minh Ngân bán thông hả? Thanh Hiền là ai đây? Mọi người có nhận ra đây là ai không? Em nhận ra. Vợ cũ Gia Bảo. À đúng rồi, mẹ đứa nói đúng. Trời ơi. Thôi, không sao cả. Con, vì con thì không có quảng cáo trà sữa đi. Rồi Minh Ngân bán gì quảng cáo luôn đi. Con đang uống trà sữa của Thanh Hiền. À, uống trà sữa chứ không có bán cái gì phải không? Em đây. À, Thanh Hiền là vợ cũ của Gia Bảo, mẹ biết. Không biết mọi người có thấy là đoàn phim của mình có vui không? Vui quá, trời vui luôn vậy đó. Đoàn phim mới quay được 2 ngày mà coi như là vui quá chừng vui à. Hello bé Hữu, hello. Phim mới nha. Ôi anh Kiều Minh Tuấn. Mới anh nha. Kiều Minh Tuấn nha, gọi tên Kiều Minh Tuấn đi. Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn. Văn phòng đó kìa mấy má. Rồi xin chào. Chào Nguyễn Thị Mỹ Linh. Ai đây nhiều người quá. Không biết nữa, không biết làm sao quay ngang nữa nè, nó bị kỳ quá. À, quay nhiều lắm quay nhiều. Được chưa em? Được chưa Bích Trời ơi? Cũng khoảng tới 12 giờ. Chào Bích Phan. Đi quay từ 7 giờ sáng nay rồi. Mệt quá, mặt đổ nhớ hết trơn vậy. Mấy Phạm ơi, anh không chào cả nhà.
đi làm nghệ thuật thôi nha, anh không có bán mì cay nữa. Ủa quán mì cay về sang luôn hả Thượng? Mì cay bây giờ anh không còn kinh doanh nữa nghe. Ủa sao ông uống sáng giờ tối giờ hai ly rồi đó? Vui lắm mọi người, vui lắm. Đó, quay đêm vui lắm. Đó. Nghệ sĩ là chỉ có những giờ phút này thôi. Công quay thì trong hội trường rất là giỡn, rất là vui và rất là thân thiết với nhau. Bởi vậy tại sao có những cảm giác như vậy? Cho nên là khi mà mình á, mình không đi làm á, thì mình rất là buồn. Khôn á khôn. Tại sao á khôn? Tại sao nghe? À, đi quay từ sáng giờ cái mặt, từ 7 giờ sáng tới giờ cái mặt này, cho nên nó hơi đủ nhớt chút xíu. À, bây giờ đang xét mà. Nhưng mà bây giờ mi dây được rồi Min ơi. Rồi rồi rồi. Ô. Má ơi đâu vậy trời. Ở ngoài kia làm gì có nhạc đùng đùng nữa kìa, vui quá. Kìa. Yeah. Bị ngược ta. Anh ta cái khóa vậy. Anh không khóa nó quay á. Ông có thấy đường. Từ từ nó mất. Từ từ nó quay lại. Nãy giờ nó quay đâu. Trần Minh Khôi, Nguyễn Thư. Vui lắm. Ở đây vui lắm. Mọi người có nhìn thấy không? Đó. Đi bên phim này là phim sitcom mới 365 tập. Quay già thôi. Sức sitcom mới tinh luôn. Cái này của công ty gì cưng? Mega GS. Đây là công ty mới luôn. Mega GS. Phải không? Đó, công ty mới, phim mới. Diễn viên cũ. Nhưng mà tao là diễn viên hay không nha. Phim này vui lắm á. Mọi người chuẩn bị đón xem tháng 9 nha. Tháng 9 sẽ chiếu sẽ có trên sóng TV. V9. Phim mới. Mọi người chuẩn bị đón xem. Hai đứa con là thằng Quang với nhỏ gái bên kia. Mọi người đón xem sắp tới phim của Lê Giang rất là nhiều nha mọi người. Phim Lê Giang rất là nhiều. Phim bên đoàn bên kia là 260 tập và bên đây là 365 tập. Và sắp sửa cũng có nhiều sản phẩm mới của Lê Giang ra lò nữa, rất là nhiều nha cả nhà. Giống như là ta phạm cái lỗi gì ghê gớm gì đó. Không người ta kêu tên 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 ta làm. Rồi gắn đi. Thì gắn ít lại thôi có gì đó. Gắn ít thôi. Phim bây giờ phim sitcom, phim vui không à, phim hài á tụi con. Chào cả nhà nha. Thôi gì gắn đi đừng la nữa. Quay đêm thì nói chung là cũng hơi cực thiệt nhưng mà vui. Cô đang ở bên Thủ Đức á. Có ai biết em không ta? Nè. Đó đẹp trai quá trời đó. Thấy không? Trai quá rồi, coi tim người ta lúc nào cũng búng mỏi tay chứ. Lại quá lại thả tim quá trời luôn. Trời ơi cô hát nghe đi cô kìa. Giờ này hết hát nổi con ơi. Đang đúng với nó dữ lắm rồi. Búng. Từ 7 giờ sáng tới giờ á. Đông nha. Trà sữa em sẽ mau chóng sẽ là một thương hiệu đánh tan những thương hiệu bành trướng ở Việt Nam chúng ta như là Gông Trang. Này cô ở đâu? Tôi trà sữa Tiên Hưởng. Tôi mong rằng sắp tới đây người Việt Nam chúng ta hãy ủng hộ trà sữa Việt Nam chúng ta. Đó chính là trà sữa Thanh Hiền. Bây giờ diễn viên nghệ sĩ nào cũng có cái nghề tay trái hết trơn á. Nghề tay trái của Lê Giang là gì? Shop quần áo thời trang nam nữ, túi xách dây nịt, giày số 332 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3. Mọi người hãy đến ủng hộ cho Lê Giang nha. Mọi người ơi, nếu yêu mến Lê Lộc, hãy ủng hộ cho Lê Giang. Ủa gì? Trời đất ơi. Bán quần áo, giày dép. Đặc biệt nó không với Đài Loan nha. Bán giày dép. Chúng ta hãy đến ủng hộ shop của Lê Lộc nha. Xin chào, tạm biệt. Con này thiệt tình á. Cùng điên sản gì đâu. Trời ơi, 1600 lượt xem á. Vậy hả? Trời ơi, tôi lên chút xíu 1600 lượt xem. Vậy hả? Nhiều quá vậy? Mà có 143 người like à.
bà Giao á bây giờ là bà lên dữ lắm á nghe. Đúng rồi. Bà Giao bà đêm nào bà cũng like đời sống chợ đêm của bà đó. Ôi giờ bà bán đồ đêm đúng không hả? Trời ơi nghe nói. Ôi, bây giờ mà tôi nhìn thấy cái chữ siêu thị cười á, cái ốc của tôi nó mọc á. Cái ốc của tôi mà nó mọc lên ai tới. Vậy? Ai với ai vậy? Chỉ cần tôi bứt một cọng tóc thôi là ốc của tôi nó phụt ra liền á. Siêu thị cười nè. Cảm ơn cả nhà. Mới xong nè. Bỏ chị luôn. Có Lê Giang dễ thương quá à. Có Lê Giang dễ thương không lắm. Không chưa? Đang đợi gì vậy? 300 người rồi, chuẩn bị rồi. Thôi Lê Giang chuẩn bị ra và để mà tập rồi quay. Thôi chào mọi người nha. Rồi chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe. Bye bye nha. Bye bye cả nhà.